chào tất cả các bạn. Thì sau thời gian vắng bóng thì hôm nay mình sẽ trở lại với kênh của mình, và đã thay đổi không khí thì hôm nay mình sẽ không review các sản phẩm về công nghệ nữa, mà hôm nay mình sẽ review một sản phẩm để chân mình thôi. Thì hôm nay mình sẽ review sản phẩm này, Honda CB. Thì đây chính là chiếc xe của chúng ta sau khi đã mở hộp hoàn tất. Cũng phải mất một mớ thời gian để có thể cắt hết cái mớ dây đó. Thì đây, về tổng thể chiếc xe, chúng ta cùng nhìn sơ qua nha. Đây là chiếc xe Honda CBR1000R phiên bản năm 2008, vùng mạch màu vàng rất là đẹp. Thì bên cạnh màu vàng, chúng ta còn có rất là nhiều màu khác để lựa chọn, như màu đen, đỏ đen, bản flat black, rất là đẹp. Thì cái bữa mình mua thì chỉ còn màu này thôi nên mình lấy màu này. Thì về tổng thể chiếc xe mặt trước, chúng ta có thể thấy cặp chó đèn rất là đẹp, cũng như bên ta có thể thấy rất là rõ cái hai cái phần gương chiếu hậu này. Thì hai phần gương chiếu hậu rất đặc biệt, nó được tráng gương, chúng ta có thể soi vào được, đó rất là đặc biệt. Phần bánh trước có hai dĩa hai bên làm rất là tinh xảo, rất là đẹp. Chúng ta có thể thấy được cả cái van để bơm bánh xe ở đây, đây cái van bơm bánh xe, cũng như cái phần lốp xe, cả bánh trước và sau đều được làm bằng cao su. Phần phục trước thì không nhúng được. Nhìn sâu bên trong thì chúng ta có thể thấy được cả phần chén nước giải nhiệt cho xe ở đây, rất là đẹp, rất là tinh xảo. Đây là cặp thắng, đây là heo dầu. Heo dầu thì không có ghi hãng ra, nhưng mà làm rất là tinh xảo, rất là đẹp, rất là tinh tế. Phần bên hông xe thì phần bên hông xe bên tay phải của mình ở đây á, thì đây tay phải thì bên cạnh chúng ta thấy được cái logo CBR1000R, cũng như phần sườn xe đây chúng ta thấy rất là rõ, làm rất là đẹp, nhìn rất là giống kim loại nhưng thực ra đây là nhựa. Lốc máy cũng là nhựa, toàn bộ chi tiết ở đây là nhựa, chỉ có cái phần bình xăng ở đây được làm bằng kim loại. Thì khi mở máy lạnh bình rờ vào cho này rất là lạnh. Đây là bàn số gãy, ghế để chân, người cho người ngồi sau ở đây, nhưng mà hai cái phần để chân này khá là xấu. Phần sau thì có thể chấp nhận được, nhưng phần trước nhìn khá là thô thiển. Đây, các bạn thấy khá là xấu, khá là thô thiển. Còn đây là cái phần chống chân, được bắt giữ bằng một con ốc bake. Ở đây chúng ta có thể thấy một con ốc bake nữa ở đây. Thì xếp xuống phía dưới một tí, chúng ta có thể thấy được cái phần nhông sinh dĩa, làm có thể rất là đẹp thôi, nhưng mà vẫn chưa có thể đáp ứng được cái nhu cầu của người khó tính nhất. Đây chúng ta thấy, đây là bộ nhông sinh dĩa dính liền với nhau, nhưng làm khá là lỏng lẻo. Đây, nó khi mà quay bánh xe sau thì cái này nó cũng có cái độ rơ nhất định. Đây, đó như các bạn thấy. Thì về phần bánh sau cũng như nó giống khá giống bánh trước, liền ba chấu rất là đẹp, bánh sau rất là to, to hơn rất là nhiều so với bánh trước. Ở đây là các chi tiết mặt bằng của bánh xe rất là đẹp. Về phần mặt sau chúng ta có thể thấy được cái phần biển bắt biển số để tên Honda và cũng như là sản phẩm được sản xuất có bản quyền. Phần đèn hậu rất là đẹp, phần xi nhan cũng vậy. Thì chúng ta có thể thấy bên trong chính là cái phục nhúng monoshock có giả cả bình dầu ở trong đây. Thì đặc biệt cái phần phục nhúng sau này chúng ta có thể nhúng được, đó xe có thể nhúng được phục nhúng sau, nhưng phục nhúng trước thì không được. Qua phần hông bên đây thì chúng ta có thể thấy cũng tương tự như bên kia, cũng có một cái logo tên của chiếc xe đó là CBR1000R. Đây chính là cái bô ống xả của nó, đây là cái bô zin thôi. Đây phần dĩa sau, phần gấp rất là đẹp, làm rất là tinh tế. Cái phần lốc máy ở đây như các bạn có thấy ở đây, chúng ta có thể thấy luôn cả cái logo, cái tên Honda ở đây. Thì đây là một cỗ máy phiên bản 2008, động cơ dung tích thực của nó là 998cc. Đây là xe mô hình thôi nhưng mà làm rất là đẹp. Nhưng với mức giá phải bỏ ra cho chiếc xe này thì mình không có yêu cầu nhiều về nó. Nó quá rẻ đi, ai cũng có thể mua được, cho nên chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều một sản phẩm như thế này. Về phần mặt trên của nó, phần bình xăng được làm kim loại như mình đã nói, để đá bình xăng được sơn rất là đẹp. Toàn bộ được các chi tiết được sơn bằng sơn tĩnh điện. Ở đây là logo Honda, làm rất là đẹp. Bên này cũng có tương tự.
về phần ghi đông thì ở đây được giữ ở một góc ba ke. Sao mình cũng không thích con góc ba ke này cho lắm, nhưng mà vậy cũng được rồi. Ở trong đây chúng ta có thể thấy được cái đồng hồ của chiếc xe ở đây ha, cũng như đây là cái gương được tráng rất là đẹp. Phần yên xe thì cũng được làm bằng nhựa thôi. Đây này, trên phần này cái bình xăng này được làm bằng kim loại, sơn màu rất là đẹp. Thì đây là chiếc xe mình mua ở cửa hàng Auto No 1 với mức giá đâu đó tầm khoảng 100-200 nghìn gì đó, mình không nhớ. Nhưng với mức giá này thì mình rất là hài lòng với chiếc xe này. Làm cái chi tiết rất là đẹp, cái đường gân nổi rất là đẹp, đây các bạn thấy chi tiết ánh sáng vô rất là đẹp, phần đèn nhìn rất là thực. Ở bên trong thì chúng ta còn có thể thấy được các đường ống xả, cái chi tiết bên trong y như thật ở đây, phần bên dưới cũng vậy, đây đường ống xả nó đi rất là đẹp. Thì đây là chiếc xe Honda CBR phiên bản 1000RR năm 2008. Thì sau một khoảng thời gian mình không review cái sản phẩm cũng như không đánh giá cái sản phẩm về công nghệ, thì hôm nay mình sẽ mạn phép giới thiệu các bạn về chiếc xe này, để có thể như là một bước đánh dấu để có thể làm cái video sau hoàn thiện hơn, tốt hơn, có đầu tư nhiều hơn nữa, để có thể mang lại các video bổ ích hơn cho các bạn. Thì cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của mình. Thì mình sẽ cố gắng ra nhiều video hơn, cái chất lượng hơn, để có thể phục vụ các bạn tốt hơn. Thì chân thành cảm ơn các bạn, mong các bạn like, share, subscribe kênh của mình và giới thiệu với nhiều người để chúng ta có thể cùng giao lưu, học hỏi với nhau. Thì bên cạnh cái chủ đề và các sản phẩm công nghệ thì mình cũng sẽ cố gắng để có thể làm ra những cái video về mẹo sử dụng, hoặc là về những chủ đề khác như là xe cộ, sản phẩm đồ chơi gì đó mà mình có thể thấy rất là hay, rất là vui, để có thể chia sẻ cùng các bạn. Thì kênh này của mình chủ yếu là chỉ để mang lại niềm vui, giải trí, cũng như là có thể chia sẻ niềm đam mê, sở thích của mình với các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.